Lý lịch đen tối của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng, ai cũng từng dính vết nhơ, bố chồng từng làm cảnh sát điều tra. Ngày 24 tháng 2, thông tin cựu người mẫu Hồng Kông Thái Thiên Phượng Happy Choi bị sát hại với thủ đoạn vô cùng dã man, làm rúng động cả quốc tế bởi âm mưu vô cùng tinh vi và tàn nhẫn đến từ nhóm hung thủ là gia đình chồng cũ cựu người mẫu. Nghi phạm bao gồm có bố mẹ, anh trai và chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị bắt, song ít ai biết được lịch sử đen tối của gia đình tàn ác này. Chồng cũ Thái Thiên Phượng họ Quảng liên quan đến một vụ lừa đảo kinh doanh đầu tư vàng vào tháng 2 năm 2015. Hắn ta tổng cộng đã lừa được 4 người, lấy đi số vàng có giá 5 triệu đô la Hồng Kông, tức hơn 15,1 tỷ đồng. Anh trai chồng cũ 31 tuổi, mặc dù không có tiền án tiền sự, nhưng vào năm 2019 lại vướng vào nợ nần chồng chất và bị ngân hàng đâm đơn kiện. Mẹ chồng cũ 63 tuổi hiện đã nghỉ hưu, nhưng năm 2016 bà đã đăng ký phá sản lên tòa án. Đáng chú ý nhất chính là ông bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng, 65 tuổi, từng là cảnh sát với biệt danh Cầu Ca, nhận được bằng khen phục vụ lâu dài của cảnh sát Hồng Kông. Năm 2001, ông được thăng chức thành cảnh sát trưởng, đến năm 2005 thì được phân đến nhậm chức ở Cục Cảnh sát Vượng Giác làm trưởng phòng điều tra. Thế nhưng suốt thời gian này, bố chồng cũ cựu người mẫu thể hiện phẩm chất không chính trực. Về sau, trong một lần trình điều tra án, ông liên quan đến vụ cưỡng hiếp một người phụ nữ, người bị hại báo án, sau đó ông ta bị bắt giữ điều tra, cuối cùng chủ động từ chức, vụ án này cứ thế mà kết thúc. Cũng vì có kinh nghiệm làm việc trong lực lượng cảnh sát, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng được cho là chủ mưu trong vụ án kinh hoàng này. Theo đó, ông quá quen thuộc với phương thức điều tra của cảnh sát, như vậy mới có khả năng dàn dựng vụ án để qua mặt trinh sát. Đồng thời, ông cũng đã nhiều lần khiến cảnh sát đi đường vòng, tức là khai báo không rõ ràng, dắt mũi cảnh sát với những thông tin mù mờ và sai lệch. Tuy nhiên, mọi cố gắng của ông đều không thể qua mặt cảnh sát. Hơn nữa là do từng là cảnh sát, bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng càng hiểu rõ rằng Hồng Kông không áp dụng tội tử hình, do đó dù phạm tội tay chơi đến mấy thì cũng đều chịu án chung thân.